Nằm ở phía tây bắc Tổ quốc, Hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như Hạ Long trên núi, là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20.000 ha mặt nước, gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Hồ nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 180 cây số về phía tây bắc với tổng diện tích khoảng 23.400 ha. Với kết cấu gồm một đập chính và 18 đập phụ, mực nước có thể dao động từ 46 đến 58 mét, chứa được từ 3 đến 3,9 tỷ mét khối nước. Với khối lượng nước khổng lồ chứa trong hồ Thác Bà thì có thể so sánh với lượng nước đủ để lấp đầy khoảng 1,6 triệu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, với mỗi hồ có dung tích khoảng 2.500 mét khối nước mà thôi. Nguồn nước của hồ chủ yếu đến từ dòng sông chảy và các nguồn từ ngòi hành, ngòi cát đổ về. Hồ được xây dựng phục vụ công trình thủy điện Thác Bà, cánh chim đầu đàn của ngành thủy điện Việt Nam. Đây là công trình được nhà nước Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô xây dựng từ năm 1952 và hoàn thiện vào năm 1971. Tại thời điểm lên kế hoạch xây dựng, các chuyên gia tính toán số liệu các đợt lũ lịch sử đã từng xuất hiện trên sông chảy để thiết kế công trình hệ thống đập và nhà máy thủy điện Thác Bà. Trong đó mực lũ cao nhất từng ghi nhận là 4.000 mét khối trên dây. Vì vậy, ba cửa xả mặt cùng với các tổ máy được thiết kế và thi công xây dựng với khả năng xả tối đa là 3.000 mét trên dây để ứng phó với mức lũ nói trên. Thế nhưng bão số 3 đã phá tan mọi hiểu biết thông thường, vượt qua mọi con số trong lịch sử, chính thức đánh bật vị trí số 1 của những siêu bão từng đổ bộ vào Việt Nam như Haiyan năm 2013 hay Nuru 2020 để khiến cho thủy điện Thác Bà rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta có thể hiểu nôm na là phải hơn 10.000 năm mới có một cơn lũ khủng khiếp như này. Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ, Thủy điện Thác Bà được khảo sát thiết kế từ những năm 1960, khởi công năm 1964 và khánh thành năm 1971. Tại thời điểm đó, chuyên gia tính toán mức lũ thiết kế cao nhất ở cường độ 5.100 mét khối trên dây sẽ xuất hiện với tỷ lệ là 0,01%, tức là 10.000 cơn lũ thì mới ghi nhận được một cơn có lượng nước về là 5.100 mét khối trên dây. Thế nhưng cơn bão Yagi đã khiến cái tỷ lệ 1 trên 10.000 hay chuyện 10.000 cơn bão mới có một ấy lại xảy ra ngay trước mắt các kỹ sư của công trình. Và trong 4 ngày, họ đã phải cùng các cơ quan chức năng vượt qua áp lực kinh khủng để giữ vững mọi thứ, ngăn cho hồ Thác Bà xảy ra trường hợp xấu nhất là bị vỡ, bởi đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng đối với cả miền Bắc nước ta. Đây đúng là thời điểm đấu trí căng thẳng vì chúng tôi cần phải có một phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Bà. Đó là phải chủ động cắt lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập. Và trước nguy cơ hồ Thác Bà vỡ trận, toàn bộ miền Bắc có thể chìm trong biển nước, một quyết định quan trọng đã được Thủ tướng đưa ra, đó là phá đập số 4 khi nước vượt mức an toàn. Đó là những gì mà vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn nhớ lại về tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Trước đó vào ngày 9 tháng 9 sau khi cơn bão số 3 đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc phải đối mặt những trận mưa lớn, kéo dài kỷ lục khiến nước đổ về hồ Thác Bà liên tục tăng. Ngày 10 tháng 9, lũ lên đến 5.600 mét khối trên dây, trong khi thiết kế lưu lượng lũ về tối đa của hồ Thác Bà chỉ là 3.000 mét khối trên dây và lưu lượng xả là 3.200 mét khối trên dây. Điều đó khiến cho hồ thủy điện Thác Bà đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc bởi lượng nước đổ về hồ đạt mức cực đại gần gấp đôi so với công suất tối đa của ba cửa xả đáy. Cụ thể, đập tràn của hồ Thác Bà chỉ có khả năng xả lớn nhất ở mức 3.230 mét khối trên dây, trong khi thực tế lưu lượng lớn nhất về hồ có thời điểm lên tới 5.620 mét khối trên dây, vượt đỉnh lũ và vượt xa khả năng xả lớn nhất đến 74%. Với một lượng nước dồn về lớn như thế thì lúc này mực nước trong hồ đạt tới độ cao 59,28 mét, chính thức tạo nên báo động nguy cơ ở đập thủy điện. Được biết, phần dư hơn 2.500 mét khối nước trên mỗi giây đã được giữ lại ở hồ, giúp làm chậm lũ về hạ lưu và cho thấy vai trò điều tiết và cắt lũ của một công trình hồ chứa thủy điện. Nếu không có hồ Thác Bà, toàn bộ đỉnh lũ 5.600 mét khối trên dây với hàng trăm triệu mét khối nước lao thẳng xuống hạ dù thì không biết đồng bằng Bắc Bộ sẽ còn rơi vào cảnh ngập lụt kinh khủng đến nhường nào. Vậy nên trong đêm ngày 9 tháng 9, tất cả thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thuộc công ty đã được triệu tập tại trụ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tình huống nguy cấp được báo cáo đến Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Nhận được báo cáo, Cục đã lập tức yêu cầu mở toàn bộ công suất cửa xả đáy. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thác Bà, tâm sự rằng đó là những thời khắc căng thẳng nhất.
Chúng tôi phải trực chiến 24/24 giờ để cập nhật liên tục tình hình bão lũ, lượng nước về hồ để báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kịp thời ứng phó với mọi tình huống, phải làm sao để vừa đảm bảo an toàn nhất cho người dân vùng hạ du vừa bảo vệ được sự an toàn hồ đập. Đó là bài toán vô cùng khó, cần sự tính toán chính xác tối đa. Còn ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, chia sẻ về áp lực khi đó đối với các cán bộ nơi đây rằng: "Riêng cá nhân tôi thôi, chưa nói đến các anh em trực kỹ thuật, các tổ máy, hai đêm liền không thể ngủ được. Cả ngày quay cuồng xem lũ về, họp, bàn bạc, báo cáo, tổ chức và chỉ đạo phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tổ máy phát điện tối đa. Nói chung căng thẳng đến mức không nuốt nổi một cái gì vào bụng thì làm sao mà ngủ nổi. Lúc ấy đối với mình nhá, đói không quan trọng, ngủ lại càng không. Cảm giác như tâm trí cơ thể của mình rơi vào trạng thái, lấy hết năng lượng tích lũy ra để hành động chứ không vận hành như một cơ thể sinh học bình thường nữa. Nhưng mọi chuyện còn được đẩy lên căng thẳng, tột độ khi thực tế cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước hồ Thác Bà đã đạt mức 59,62m và phải chuyển sang chế độ vận hành đặc biệt. Sau đó đạt mức cao nhất là 59,84m vào hồi 5 giờ ngày 11 tháng 9. Theo lý thuyết, mực nước kiểm tra của hồ Thác Bà là 61m và nếu mực nước thực tế đạt đến ngưỡng này sẽ phải thực hiện phương án để đảm bảo an toàn đập, phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Thậm chí như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký công điện triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện hồ Thác Bà bằng cách sẽ phá đập phụ số 4 dài khoảng 50m ở khu vực xã Hán Đà để chủ động giảm mực nước trong hồ khi có lệnh. Để chuẩn bị cho kế hoạch phá đập số 4, như đã nói ở trên, chính quyền đã thực hiện việc di rời 3.186 hộ dân với hơn 11.000 người khỏi khu vực có khả năng bị ảnh hưởng chỉ trong vòng 4 giờ. Đây có thể coi là một trong những cuộc di tản khẩn cấp nhanh nhất trong lịch sử do tính cấp bách và cần phải hoàn thành ngay lập tức, sẵn sàng cho chỉ thị của Thủ tướng chuyển từ dự kiến thành hành động chính thức. Tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho hồ Thác Bà còn được thể hiện bằng việc từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9, tức là chỉ trong 4 ngày, lần đầu tiên trong lịch sử 53 năm hoạt động, Thủy điện Thác Bà đón đến hai phó thủ tướng, hai bộ trưởng và rất nhiều thứ trưởng như vậy. Trước cơn lũ này, chưa bao giờ Thác Bà đón nhiều lãnh đạo cấp cao như thế để nắm bắt thực tế, chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Và rồi, trong đêm 10 tháng 9, cả Yên Bái và người dân miền Bắc căng thẳng, thậm chí nhiều người còn không dám ngủ để theo dõi sự kiện này. Không một ai trong chúng tôi dám ngủ. Các số liệu được cập nhật theo từng phút. Tình huống xấu nhất đã được dự đoán nhưng không ai trông mong việc phải phá đập phụ. Để chuẩn bị cho phương án đó, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương và quân đội túc trực, đưa máy móc, cơ giới, trang thiết bị phong tỏa hoàn toàn con đập số 4 từ khi Thủ tướng thông qua phương án, chỉ chờ đợi lệnh. Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, thế nhưng thật may mắn khi 22 giờ 30 đêm 10 tháng 9, sau nhiều thời gian dao động ở mức 4.000 đến 4.500 mét khối trên giây, lượng nước đổ về hồ giảm xuống mức 3.750 mét khối trên giây, và rồi đến 11 giờ sáng ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước đổ về hồ giảm xuống mức 3.180 mét khối trên giây, tương đương với mức xả của 3 cửa đáy thuộc Thủy điện Thác Bà. Điều đó đồng nghĩa với việc phá đập số 4 sẽ không cần thực hiện, và hồ Thác Bà đã an toàn. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã bình an, nhịp sống đời thường trở lại với người dân nơi đây, giao thông trên toàn tỉnh cơ bản thông suốt. 56 trên 65 trường học đã được khắc phục và đến ngày hôm nay thì cơ bản toàn bộ học sinh sẽ trở lại lớp học. Dự kiến đến hết ngày 23 tháng 9, hệ thống y tế sẽ hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, để có được sự bình yên đó, người dân Yên Bái và nhiều tỉnh thành, vùng đồng bằng khác đã phải trải qua đêm không ngủ, lo lắng bất an về tình trạng của hồ Thác Bà. Nhưng thật may mắn đã không xảy ra trường hợp xấu nhất và chúng ta cần phải cảm ơn đến những dự tính, chỉ đạo quyết liệt sát sao của ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả những cống hiến thầm lặng của các cán bộ, nhân viên công ty, cổ phần Thủy điện Thác Bà để giữ bình yên cho nhân dân.